đường bên đường ấy, như kiểu bên sạch như này thì thế là may lắm. Nước là một thứ quý nhất của trời ban cho. Nhiều nước họ quay có chúng ta qua đắp sơn la từ đây lên chưa có vậy là cái quả đầu kia họ cũng mang thì nó cấy là mang ngô cấy thì
là ngô sẵn. Ngô về, ngô về dưới bên xuôi đi, nuôi lợn đấy. Ngô ở đây nó cứng. Cho lợn ăn không? Cứng lắm. Ngô hình như nó lại có nguồn gốc của bên Trung Quốc hay sao? Ngô, ngô kiểu ngô về màu vàng, hả? Vàng đỏ. Đúng rồi, đỏ ngô đỏ á, ừ. Để cho lợn ăn mà. Đã người ăn. Và điện nó chỉ được khoảng 54.